mùi luôn á. Thơm thơm á. Thế mà rau muối không được, rau muối ai cho nó trắng hả? Ồ, hôm nay ra đây nằm từ chiều giờ luôn hả? Dạ, dạ. Không, không, không. Em nói nào không nè? Không, mỗi xa xa, anh tay con nữa nè. Ông nhét, em nhét bên ngang á, đừng có nhét trực tiếp cái mặt đôi lên cái điểm đường trước. Đường trước, đường trước. Đây bạn này xem clip xong rồi thấy heo cưng quá. Mua mấy đồng. Ôi ôi ôi. Rồi ăn. Ở trước nó có cái nó còn khỏe, cái chân nó ốm á, nó lấy cái tay nó đè cái bánh mì nó ăn cái xương nó xé. Coi mấy cái hình mà lúc mà nó nhỏ nhỏ mà nằm lăn lăn như này nhá. Hôm qua bạn nhảy quay về không cái gì hết á. Bạn đưa clip cho mọi người xem, mọi người cứ xuất xa. Hồi xưa là cái con này nè, nó lớn hơn con này á, thì con này á về nó rùi người với con này á là bên kia mở cửa. Con này đi trước, con này đi sau. Thơm ghê luôn cái mì á. Ăn bánh mì phải không? Quá thơm. Nó hơi đẹp chờ rồi. Chiều giờ từ xe, chiều là kẹt xe. Chiều nay kẹt xe nó coi đâu, nó con bé gì nó quay không biết đó là bên bên báo nào, nó bên bên gì tên gì con? Không phải, con bé nó ông quận ba. Nó nhiều quá rồi. Nó nhỏ con à. Nó ở bên cái gì à? Bé Phương, nhỏ ra bên gì bé Phương? Nói gì nhỉ? Tuổi trẻ hay gì? Hả? Cái gì chấm đi em á? Cái gì tấm chấm đi em á? Tuổi trẻ hả tụi? Đừng có đưa anh ấy. Trời ơi, nó ngồi nó quay người ta bung qua kẹt đường bà cố luôn. Thế là nằm đây chiều đời đó. Người ta đi ngang, người ta cứ nói, con heo này nè, con heo này nè. Thế là ai cũng vô được đọc xe, đậu xe, du lịch, chụp hình, trời nó kẹt. Chân nó bây giờ đâu gì hả cô? Trời ơi, trời xin á. Bé hồn mà. Đồ xe ngồi ở đây đó hả? Vâng, thích quá lên xuống. Bảo là đi quay về xong bảo nhớ heo. Để đi mua bánh mì xuống heo ăn. Nó ăn trái cây gì vui nhỉ? Nó cái gì nó cũng ăn hết. Trái cây á, anh mua táo đi, về anh ăn kẻ hột cho anh coi. Cái con này nè, nó chuông lắm, hồi đó không có biết. Anh mua táo xanh đó, táo hồi nhỏ nhỏ. Anh mua về, con này nhắc đi trước, nó đi sau. Hai con nó rù rì với nhau, chạy vô cái đưa ấy vậy, nó táp ấy, mày đưa ngang á. Đưa ngang á, đưa ngang này nè. Đưa bình thường như là đưa em cái giá em cái mua sầu riêng ăn đi, nó nhả hột cho coi. Táo là chưa phải sao ăn nhãn nó cũng nhả hột, mà nó ăn chôm chôm nó cũng nhả hột rồi. Ghê vậy à cô? Ừ, sẵn nó bởi miệng. Đâu đó, em nói cứ mua mua vậy đi, thằng nó nhả hột cho coi. Nó nhả ghê lắm luôn đi. Sáng mua sầu riêng ăn cái gì không ai đó. À, nhờ anh Bình mua đi, anh Bình ăn xuống á. À, lại xuống nữa, chết nữa. Cô trốn á, cô trốn. Dễ thương quá à. Anh đang táo là nó ăn nó lừa lừa cái mép. Đưa ra cái mép để quăng ra học ra ngoài luôn vậy. Chiều lắm. Chiều giờ nó ăn gì cho anh? Chắc cũng cũng chưa ngày mai rồi đó. Thôi đi ăn lấy thôi, anh lấy thôi. Nha, anh lấy thôi mập. Cái móng thấy chừng yếu ấy. Không phải đâu, do nó không được đi trên cái nền ăn á. Không được cái mày, cái móng của nó. Mấy con em kia đi với cái mày. Còn đây đi xin là chặt bông đâu có mày đâu. Giữa nó, giá nó xin là kêu với nè. Còn ông thôi, mua cho mày nhát tao với mày nhát đi. Từ nhát rồi, nhát chừng. Thế khi nào vào nhà ngủ đây? Tìm ngủ đâu anh? Tí vô nhà ngủ dạ. Nó tự kiếm cho nó cái chỗ nào mà gọi như là không ai đụng tới nó. Không ai làm gì. Ngày xưa giá ngủ chung chứ bây giờ ngủ chung tối lỡ lặn qua quá thì tè. Mấy ngày đồng dục nó đè cho thấy. Thiệt, đè cũng lắm. Cứ nặng muốn làm xác không à. Có khăn giấy không ta? Lâu cũng muốn vậy đấy. Bụng quá trời to mà sao mà sanh con được. Béo quá. Ôi. Anh lấy đồ có mập nha. Cái này là chỉ có muốn lấy thuốc diệt sản cho nó thôi.